Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam trong ngày cuối cùng của năm 2020. Bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây. Dấu ấn Việt Nam trong năm 2020, một năm đầy thử thách, một năm hội nhập sâu rộng, nối gần hơn doanh nghiệp Việt Nam với thế giới. Lần đầu tiên sau 25 năm, xuất khẩu dệt may của Việt Nam tăng trưởng âm. Sự linh hoạt và nỗ lực của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu dệt may phục hồi. Một năm đầy thách thức nhưng mỗi đơn vị nghệ thuật, từng nghệ sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để cống hiến cho công chúng những món quà tinh thần giá trị. Bắt đầu phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Tấn Khoa thông tin thêm từ sự kiện. Tôi đang có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và nơi đây sẽ chính thức trở thành một phần của thành phố Thủ Đức vào ngày mai, ngày đầu tiên của năm 2021. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh khi mà mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc trung ương lần đầu tiên được thành lập trên cả nước. Và nơi tôi đang có mặt đây dự kiến sẽ được tổ chức thành trung tâm hành chính của thành phố Thủ Đức trong tương lai. Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh được trao cho lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết này đã chính thức hiện thực hóa khát khao có một mô hình mới để mở đường cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển xứng tầm với tiềm năng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước được nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố kiên trì thực hiện suốt gần 20 năm nay. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói chung, thành phố Thủ Đức nói riêng và định hướng 5 nhiệm vụ mục tiêu mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố Thủ Đức cần làm ngay để mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên của cả nước sớm vận hành hiệu quả. Cũng tại buổi lễ này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương mạng di động 5G tại thành phố Thủ Đức. Việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng không chỉ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển hơn nữa trong thời gian tới, mà qua đó sẽ còn giúp hoàn thiện hơn nữa mô hình chính quyền đô thị tại Việt Nam. Với Việt Nam, năm 2020 không chỉ là một năm đầy thử thách mà còn là một năm hội nhập sâu rộng. Năm 2020, Việt Nam liên tiếp ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do, quy mô và ưu đãi của từng hiệp định ngày càng rộng mở. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng và tăng cả sức đề kháng trong các năm qua. Uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam cũng tăng lên rõ rệt trên trường quốc tế. Các hiệp định thương mại đi vào thực thi giống như các tuyến cao tốc rộng mở, nối gần hơn doanh nghiệp Việt Nam với thế giới. Giảm 3,5 nghìn tỷ tiền thuế mỗi năm. Hơn 10 mặt hàng có lợi thế được tăng hạn ngạch thuế quan. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức được ký kết vào những ngày cuối cùng của năm 2020. Việc mà ký kết được hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh mà vào thời điểm cuối năm, tôi có một cái ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo là những cái ưu đãi mà chúng ta đã được hưởng trong cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU ấy, nó không bị ngắt quãng khi nếu mà Anh mà rời khỏi EU và tránh những cái bất ổn không cần thiết. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Vương quốc Anh được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu. Đây là một nền tảng đặc biệt quan trọng mà Việt Nam đã mất tới gần 10 năm đàm phán. Chính thức có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020, cũng lần đầu tiên chính phủ kích hoạt một chương trình hành động trên toàn quốc, đồng bộ, toàn diện để triển khai thực thi một FTA. Năm nay là một năm thành công trong hợp tác thương mại thế giới với các hiệp định thương mại tự do như EVFTA. Có thể nói đây là điểm sáng để Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu giữa lúc khủng hoảng toàn cầu, tạo động lực để có được kết quả xuất khẩu 544 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020 còn ghi dấu ấn hội nhập đặc biệt sâu sắc của Việt Nam trên cương vị chủ tịch ASEAN khi thúc đẩy thành công ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, khép lại 8 năm đàm phán với nhiều thăng trầm, mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 1/3 tổng sản phẩm của toàn cầu. Đây có thể nói là một cái giai đoạn rất thành công trong cái câu chuyện mở cửa và thực hiện chiến lược hội nhập của Việt Nam. Bởi vì thứ nhất là với những hiệp định mới này
giúp chúng ta có điều kiện tiếp cận với hệ thống cái thị trường thế giới rất rộng lớn, tái cơ cấu từ ngành nông nghiệp, các ngành công nghiệp, các lĩnh vực kinh tế để chúng ta đảm bảo cái hội nhập và phát triển thành công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị chúng ta đã làm hết sức tốt nhiệm vụ kép, đó là vừa chống được dịch COVID-19, kiềm chế được dịch COVID-19, đồng thời vẫn giữ được môi trường ổn định, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2020 đã để lại dấu ấn của một Việt Nam vươn lên trở thành nước dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng GDP và là nước đi đầu trong hội nhập kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên cạnh những tín hiệu lạc quan thì năm 2020 cũng là năm đầu tiên sau 25 năm xuất khẩu dệt may của Việt Nam tăng trưởng âm, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 35 tỷ đô la Mỹ. Đại diện Hiệp hội Dệt may đánh giá năm 2021 xuất khẩu dệt may sẽ tiếp tục khó khăn, bất định, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trên thế giới. Tuy nhiên, các hiệp định thương mại tự do cùng sự linh hoạt và nỗ lực của doanh nghiệp chính là yếu tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu dệt may phục hồi trong năm 2021. Công ty này chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu, 70% đơn hàng xuất sang Mỹ và 20% sang thị trường EU. Dịch COVID-19 đã khiến lượng hàng xuất khẩu của công ty trong quý 2 và 3 năm 2020 sụt giảm đến một nửa. Tuy nhiên, tình hình đã khả quan hơn khi mà vào thời điểm này, công ty đã nhận được đơn hàng tới tận quý 2 năm 2021. Rất nhiều cái đơn hàng đã được khôi phục hoàn toàn, thậm chí có những đơn hàng đã được tăng cái sản lượng lên khoảng 10%. Trong năm 2021, chúng tôi sẽ phát triển thêm hai cái thị trường chính, đó là cái thị trường Nhật Bản, khai thác thị trường Nhật Bản và thị trường Australia, nhằm để đa dạng hóa, để tránh những cái rủi ro do quá trình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam ước đạt 35 tỷ đô la Mỹ, giảm 10% so với năm 2019. Trong đó, những đơn hàng cao cấp như veston, sơ mi chứng kiến sự sụt giảm mạnh khoảng 70-80%. Các chuyên gia cho rằng, chuyển đổi kết cấu sản phẩm, tập trung vào các dòng sản phẩm tầm trung sẽ giúp ngành dệt may giảm tác động tiêu cực và phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh thế giới trong năm 2021. Cái mục tiêu của 2021 là một số mặt hàng, tôi nói đơn cử, quần áo bảo hộ lao động sẽ tiếp tục tăng, đồ thể thao, sản phẩm đồ thun sẽ tăng. Và chính cái thay đổi kết cấu cái mặt hàng thì vấn đề là thiết bị công nghệ hiện có buộc phải thay đổi để chúng ta phù hợp với một số các dòng sản phẩm mới. Về mặt trung hạn, cái phân khúc mà hàng dệt may Việt Nam tham gia đấy là phân khúc trung bình, nó vẫn là một cái nhóm hàng hóa thiết yếu. Vì vậy mà ở các nước nhập khẩu chính từ Việt Nam, ví dụ như Mỹ hoặc là EU chẳng hạn, kể cả các nước đó không phục hồi nhanh thì họ vẫn có thể nhập khẩu ở một cái mức độ nhất định. Đáng chú ý là năm 2021, ngành dệt may xác định sẽ tận dụng tối đa những lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA hay RCEP. Bởi không chỉ là vấn đề thị trường xuất khẩu, các hiệp định được đánh giá sẽ giúp ngành dệt may giải quyết bài toán về nguồn cung nguyên liệu. Trong cái khối RCEP ấy có một số cái nước trong 10 nước ASEAN và 50 nước lớn ấy thì nó có thể rằng là nó sẽ bổ trợ cho cái phần nguyên liệu, phụ liệu. Cái ý thứ hai là sẽ tạo ra được một cái dòng đầu tư vào cái phần cung tiêu hụt của ngành dệt may Việt Nam. Ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 38 đến 39 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, với các thị trường chính vẫn là Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đáp ứng các yêu cầu mới hậu COVID-19 cũng như quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do. Đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thay vì đứng yên chịu trận, các doanh nghiệp đã chủ động đi tìm nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn. Trong đó, tăng cường kết nối giao thương là cách làm đang mang lại hiệu quả tích cực. So với các nhóm ngành hàng thì du lịch là lĩnh vực bị tổn thương nhiều nhất khi dịch COVID-19 xuất hiện. Thế nhưng nhờ sự kiện kết nối giao thương này, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn. Đối với là các quà sản phẩm mà quà tặng dành cho đối tác nhân dịp cuối năm hay là chuẩn bị cho kế hoạch của năm 2021 là cái cơ hội để chúng tôi tìm kiếm một cách rất là dễ dàng. Tiếp theo nữa là chúng tôi cũng có điều kiện quảng bá các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng của chúng tôi đối với các doanh nghiệp. Còn với chị Bích, gần một năm thấm đòn với Covid, được tham gia sự kiện này chị rất phấn khởi. Bởi với 120 gian hàng, hơn 800 doanh nghiệp tham gia, đây không chỉ là cơ hội mua bán hàng hóa tại chỗ, mà còn là dịp kết nối, giao lưu rất thiết thực.
chia sẻ những kinh nghiệm của những người thành công, cũng có những cái thất bại để chúng tôi là doanh nghiệp chúng tôi có những cái hướng đi và làm sao để biết được những cái gì doanh nghiệp mình khó khăn và tìm cách nó nhờ các anh chị lớn để mình hỗ trợ mình để mình biết cách mình vượt qua nó. Sẽ giao lưu được tất cả những quý doanh nghiệp có mặt ở đây. Và thứ hai là sẽ học tập được những kinh nghiệm và những cái điều hay của từng doanh nghiệp. Về mặt kết nối, chúng tôi đã tạo ra các cái bàn business matching ở phía đằng sau sân khấu, một cái khu vực riêng để mà có thể bàn bạc về góc độ đầu tư, về góc độ hỗ trợ của ngân hàng, về cái sự kết nối làm ăn với nhau. Chỉ sau 10 giờ diễn ra, sự kiện ý nghĩa này đã thu hút gần 20.000 lượt khách hàng tham quan mua sắm với khoảng 100 cuộc kết nối. Doanh thu bán lẻ đạt hơn 1 tỷ 500 triệu đồng, tăng 40% so với năm 2019. Không chỉ vực dậy thị trường, mà việc chủ động tổ chức những hoạt động kết nối giao thương như vậy còn cho thấy tính năng động, ý chí biết vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Covid-19 cũng đã chứng minh thương mại điện tử không chỉ là một công cụ hay giải pháp hữu ích với người tiêu dùng trong thời kỳ khủng hoảng, mà còn là động lực kinh tế đối với sự tăng trưởng của thương mại nội địa và quốc tế. Thời điểm cuối năm này, bên cạnh các hoạt động khuyến mãi hay quảng cáo, các sàn thương mại điện tử đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tương tác để tăng độ gắn kết với khách hàng. Dù vừa chi không ít tiền mua sắm trong các dịp như là ngày độc thân 11 tháng 11, Black Friday, Online Friday hay là 12 tháng 12, nhưng trong những ngày này, bạn Bùi Thị Xuân Cát vẫn tiếp tục săn hàng giảm giá trên các trang thương mại điện tử khi có nhiều nền tảng khuyến mãi lớn dịp cuối năm. Và đây cũng là thời điểm người tiêu dùng háo hức đón nhận các chương trình khuyến mãi trực tuyến lớn. Tôi thấy việc mua hàng online vừa tiện ích mà lại còn có nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng so với việc mua trực tiếp tại cửa hàng. Thao tác đơn giản, giá cả hơi, việc mua sắm online đã trở thành trào lưu trong những năm trở lại đây. Và shipper những ngày này cũng trở nên bận rộn hơn. Càng về cuối năm, các đơn hàng càng tăng nhanh chóng. Bây giờ cuối năm thì phải rơi vào tầm 70-80 đơn hàng buổi sáng, còn chưa tính buổi chiều. Trong ngày thì chưa hết tại vì còn hàng buổi chiều nữa, nhưng trung bình thì khoảng gần 200. Theo bảng xếp hạng các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, Shopee Việt Nam dẫn đầu về lượng truy cập đạt trung bình hơn 62 triệu lượt một tháng. Theo sau là Thế Giới Di Động với 29 triệu lượt một tháng, Tiki hơn 22 triệu lượt một tháng và Lazada là hơn 20 triệu lượt một tháng. Cùng với tốc độ tăng trưởng cao của thương mại điện tử, dịch vụ logistics và các đơn vị chuyển phát nhanh cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm cho dịp cuối năm này. Đại diện đơn vị chuyển phát này cho biết, dự kiến sản lượng sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chúng tôi đã bắt đầu là dịch chuyển toàn bộ là sang hoạt động hỗ trợ hoạt động giao vận, đặc biệt là thay đổi đường kết nối. Và thứ hai nữa, chúng tôi đã đầu tư cái hệ thống băng chuyển chia chọn rất là hiện đại với công suất là trên 42.000 bưu phẩm trên một giờ, thì chắc chắn là sẽ lưu thoát được toàn bộ hàng hóa. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi bắt đầu đã chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên sang cái hình thức để giao nhận 24/7, thực hiện là giao cả buổi đêm và giao cả vào ngày thứ bảy chủ nhật. Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Lượng truy cập mua sắm trên sàn thương mại điện tử năm nay tăng hơn 150% so với năm ngoái, với số lượng khách truy cập lên tới 3,5 triệu lượt khách một ngày. Doanh thu thương mại điện tử Việt Nam được dự báo vượt ngưỡng 13 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo mạng ngày hôm nay. Các công ty đa quốc gia đang xây dựng cơ sở tại Việt Nam đưa ra nhận định Việt Nam là điểm đến hứa hẹn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông tin đăng tải trên tờ Le Courrier du Việt Nam. Tác giả bài báo lý giải bởi Việt Nam đã khẳng định vị thế vững chắc với các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và mạng lưới hiệp định thương mại tự do FTA ngày càng mở rộng, gồm cả hiệp định tự do giữa Việt Nam với EU EVFTA và với Anh UKVFTA. Tác giả cũng nhận định rằng ngày càng có nhiều công ty nước ngoài chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, trong đó có Apple. Công ty này đã bắt đầu sản xuất số lượng lớn tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam vào quý 2 năm nay. Dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin, tính đến ngày 20 tháng 12 năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 28,53 tỷ đô la Mỹ, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019. Đã có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong năm nay, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ đô la Mỹ, tiếp ngay sau là Hàn Quốc và Trung Quốc.
Nổi bật trên trang Vietshow là bài viết với nhan đề GBIC, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, tài trợ 184 tỷ yên cho nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng. Cụ thể, Nhật Bản sẽ cung cấp một khoản vay trị giá sắp xỉ 184 tỷ yên cho một dự án phát triển nhà máy nhiệt điện chạy bằng than tại Việt Nam. Các nhà đầu tư cam kết dành cho Việt Nam khoản vay trị giá hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ để phát triển dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đóng góp hơn 30% khoản tiền này. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đánh giá dự án phát triển nhà máy nhiệt điện nói trên sẽ đóng góp cho phát triển kinh tế ở Việt Nam nhờ nguồn cung điện ổn định. Ngoài Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, trong số các nhà đầu tư còn có Mitsubishi, các ngân hàng thương mại Nhật Bản và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc. Bộ luật lao động sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra nhận định trên báo Nhân dân. Bộ luật lao động mới có nhiều cải tiến có thể mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Nhưng những nội dung cải tiến sẽ chỉ đi vào thực tiễn cuộc sống khi mọi người đều hiểu được mình có những quyền mới nào và chủ động sử dụng những quyền đó. Bộ luật có một số nội dung được áp dụng cho toàn bộ khoảng 55 triệu người thay vì phạm vi điều chỉnh hiện tại chỉ khoảng 20 triệu người. Những thay đổi này tạo nền tảng vững chắc cho chính phủ, các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động tiến lên trên con đường bền vững hơn, hướng tới thịnh vượng chung và tránh được bẫy thu nhập trung bình. Điều đó sẽ thúc đẩy tiến trình nâng cấp xã hội và kinh tế của Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo: khởi tố vụ án hình sự điều tra hành vi tổ chức người khác nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440. Đào tạo chuyển đổi nghề cho người khuyết tật vượt qua khó khăn ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Ngày 30 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam là 1.456 bệnh nhân. Còn trên thế giới, chỉ trong 24 giờ qua đã ghi nhận hơn 620.000 ca mắc mới và hơn 13.000 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu lên hơn 82,9 triệu ca, số ca tử vong là 1,8 triệu. Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong cao nhất với hơn 20 triệu ca mắc, gần 350.000 ca tử vong. Tiếp sau đó là Ấn Độ và Brazil. Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440. Đến thời điểm này, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người này nhập cảnh trái phép. Công an An Giang cũng đang phối hợp với công an các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra. Theo điều tra ban đầu, nhóm của bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới huyện An Phú, An Giang. Bệnh nhân 1440 khai đã lên mạng nhờ người đưa từ Myanmar về Việt Nam với giá là 50 triệu đồng. 4 trên 6 người trên chuyến xe đi cùng bệnh nhân 1440 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đào tạo nghề cho người khuyết tật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác trợ giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đây là một trong những yếu tố căn bản đảm bảo thực hiện quyền người khuyết tật. Tuy nhiên, trong đại dịch COVID-19, trước việc nhiều doanh nghiệp tạm đóng cửa, nhiều cửa hàng tạm dừng hoạt động, thì việc làm của người khuyết tật cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng. Để ứng phó với những khó khăn trên, việc đào tạo chuyển đổi nghề cho người khuyết tật đóng vai trò quan trọng, đặc biệt khi họ tham gia vào chính sách hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp. Theo đánh giá gần đây của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, gần 60% người khuyết tật bị cắt giảm thu nhập, 30% người khuyết tật bị mất việc làm do tác động của dịch COVID-19. Với những hạn chế nhất định, người lao động là người khuyết tật đặc biệt chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm 2020. Người may mắn thì bị giảm 50% lương, hoặc có những người không thể đi xin việc được nữa. Đã là người khuyết tật đi xin việc rất khó, giờ lại rơi vào tình trạng COVID thì việc xin việc càng nhọc nhằn hơn. Trong cái thời gian vừa qua thì cả nước cũng đang thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp, đào tạo trình độ dưới 3 tháng để làm sao tất cả những người mà bị ảnh hưởng không hẳn là chỉ là dịch bệnh, thiên tai mà xét đến là ảnh hưởng kể cả cái điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng để làm sao cho người ta chuyển đổi nghề, có thể nhận được những cái nghề mới, tiếp tục mưu sinh. Theo quyết định số 46/2015/QĐ-TTg,
chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có một số hỗ trợ cho người khuyết tật như sau. Mỗi người khuyết tật được hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho một khóa học. Mức hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày thực học là 30.000 đồng. Mức hỗ trợ đi lại đối với người cư trú xa địa điểm học trên 5 km là 300.000 đồng cho cả khóa học. Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì được Ủy ban xã xem xét quyết định hỗ trợ không quá 3 lần. Chính sách giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật thì ngày càng được hoàn thiện và hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật khi tham gia học nghề, đặc biệt là những lớp học nghề ở trình độ sơ cấp. Người khuyết tật thì cũng được tư vấn và lựa chọn những cái ngành nghề phù hợp để có thể tham gia học tập. Năm 2020, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng bằng ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đào tạo cho khoảng 3.000 người khuyết tật. Vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, những chính sách dạy nghề đã giúp người khuyết tật tìm được công việc phù hợp với thời đại mới để không ai bị bỏ lại phía sau. Tối qua tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021. Đây là một trong những sự kiện của chuỗi kích cầu du lịch nhằm khôi phục lại hoạt động du lịch thành phố. Đêm khai mạc là đại tiệc âm nhạc sôi động với sự xuất hiện của các ca sĩ, ban nhạc, nhóm nhảy nổi tiếng. Lễ hội có nhiều hoạt động mới phong phú như thưởng ngoạn sông Hàn về đêm, lễ hội ẩm thực mì hấp dẫn với các món mì trên thế giới được biểu diễn và giới thiệu cho người dân và du khách. Thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục quảng bá vẻ đẹp quyến rũ của các bãi biển nơi đây, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về một thành phố tuyệt vời, có biển, có núi, có sông. Nhắc đến năm 2020 thì chúng ta sẽ nhắc đến quá nhiều khó khăn vì thiên tai và dịch bệnh. Nhưng cũng là năm cho thấy rất nhiều nỗ lực, tinh thần chung tay của cả đất nước cùng nhau vượt qua thử thách. Bên cạnh những đóng góp về sức người, vật chất thì không thể không nhắc đến cống hiến về mặt tinh thần của các nghệ sĩ biểu diễn. Trong mọi hoàn cảnh, họ đã cố gắng hết sức mình để sáng tạo, cống hiến tài năng cho công chúng. Những người khốn khổ, vở nhạc kịch kinh điển chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của đại văn hào Pháp Victor Hugo lần đầu tiên được dàn dựng trọn vẹn tại Việt Nam. Những khoảng thời gian cao điểm của dịch bệnh không thể tập trung, nhưng từng nghệ sĩ của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam ở các nhiệm vụ chuyên môn vẫn dồn toàn tâm nghiên cứu, tập luyện tại nhà. Khi những đợt giãn cách vừa kết thúc, không khí sáng tạo, dàn dựng tác phẩm ngay lập tức sôi động trở lại. Vượt qua nhiều thử thách, cuối năm 2020, những người khốn khổ là điểm sáng nghệ thuật, tạo tiếng vang lớn khi công diễn liên tục 3 đêm tại nhà hát lớn Hà Nội. Toàn bộ vé phát hành đều được bán hết. Trong năm 2020, với những cái dịch bệnh Covid đấy, sự lựa chọn của một cái tác phẩm nói đến tình người, cái sự thông hiểu giữa con người cái nhân văn mới là cái quan trọng nhất, rồi mọi thứ sẽ qua đi. Cùng trong năm, hai tác phẩm chuyển thể từ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cũng được đưa lên sân khấu. Nếu như thân phận nàng Kiều là một thể nghiệm mới mẻ của nhà hát múa rối Việt Nam đã được vinh danh vở diễn xuất sắc nhất trong liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm, thì ba lê Kiều của nhà hát nhà vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá đã thành công khi đưa ba lê, nghệ thuật múa Bắc học châu Âu trở nên gần gũi, đậm chất Việt thông qua một danh tác của người Việt. Thậm chí nhà hát nghệ thuật Đồng Nai còn xây dựng hàng trăm chương trình công phu hấp dẫn để phục vụ khán giả xem qua Facebook và YouTube. Toàn bộ các hoạt động của nghệ thuật biểu diễn trong theo kế hoạch của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thì trong năm 2020 đã hoàn thành. Và đặc biệt thì các nghệ sĩ ở trong và ngoài công lập đều có những nỗ lực riêng, có những kênh YouTube, rồi có những hoạt động như là tổ chức biểu diễn trên mạng online. Như vậy thì nó cũng đảm bảo cái đời sống giải trí và nó tinh thần cho nhân dân. 7 liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc được tổ chức thành công trong năm 2020 như liên hoan về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, liên hoan sân khấu thủ đô cùng các liên hoan về kịch hát dân tộc, khuyến khích tài năng trẻ. Và những cuộc thi chuyên ngành như cuộc thi tài năng biểu diễn múa đã khơi dậy không khí biểu diễn sôi nổi, khích lệ sáng tạo nhiều chương trình, tác phẩm mới. Mỗi đơn vị nghệ thuật, từng nghệ sĩ đã thể hiện nỗ lực không ngừng để cống hiến cho công chúng những món quà tinh thần giá trị trong bối cảnh đầy khó khăn. Tiếp theo sau đây như thường lệ là các thông tin dự báo thời tiết.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa nay. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào website VTV Go ở địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go từ App Store và Google Play. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.